2014 bắt đầu mình biết đến blockchain. Và bắt đầu mình cũng không đi theo hướng đó đâu, mà được giới truyền thông, đặc biệt là các giới truyền thông chính thống ấy, nói là blockchain là ảo, là lừa đảo là cái này, nên là mình cũng bỏ qua thôi. Nhưng mãi đến tận năm 2016 bắt đầu mình mới bước thêm sâu vào cái lĩnh vực này, khi mà biết những con bot của những người đặt hàng, thì mình biết, mình tìm hiểu rất là wow, blockchain cũng rất là tuyệt vời. Và khi đó bắt đầu mình cũng biết rất là nhiều điều này. Mình bỏ các công nghiệp lương dành nửa năm chỉ nghiên cứu và học về blockchain thôi. Và bây giờ các bạn học blockchain rất sớm so với những ngày xưa. Bây giờ chúng ta có đội nhóm này học để trao đổi, chúng ta còn có các kênh thông tin để trao đổi. Như ngày xưa thì người ta chỉ trao đổi giá đúng không ạ? Ngày xưa người ta chỉ biết đến Bitcoin thôi, người ta quyết định blockchain là gì cả. Và khi lao vào những blockchain thì mình cũng cố gắng tìm kiếm giống như riêng của người riêng, mình sẽ cố gắng không làm những người khác đang làm, là lao vào chỉ mua Bitcoin Ethereum. Và mình đi rất sâu vào nghiên cứu nền tảng, mình nghiên cứu khoảng gần 100 cái nền tảng blockchain khác nhau. Và cuối cùng thì mình quay nó vào đâu còn khoảng 5 cái nền tảng thôi. Và hồi đó mình cũng được co team của các bạn nghiên cứu và tìm ra được Cardano và EOS. Và mình quyết định chọn cái nền tảng nào nhất để cuối cùng là mình đặt cả tương lai của mình vào đấy. Và cuối cùng mình quyết định chọn Cardano.